tất cả anh chị đã quay trở lại với camera quay lén Hoàng Hải anh chị nha. Hotline tư vấn Zalo 0969155444. Thì như anh chị đã biết, hiện tại rất là nhiều anh chị đang có nhu cầu mua hàng về những cái dòng sản phẩm như là camera giám sát, camera ngoài trời, camera xoay 360 độ. Nhưng mà nhà anh chị lại không có mạng thì phải làm như thế nào, phải mua sản phẩm như thế nào thì mới phù hợp. Thì trong video clip này là em muốn giới thiệu tất cả anh chị về một dòng sản phẩm camera Yosi 4G ngoài trời anh chị nhá. Cái mẫu này là mẫu ngoài trời xoay 360 độ, đàm thoại hai chiều, chống mưa chống nắng thoải mái. Và cái mẫu sản phẩm này dành riêng cho những anh chị em nào mà lắp camera ở những cái nơi mà không có mạng wifi anh chị nhá, nhưng mà phải có điện thì mới dùng được anh chị nhá. Đấy, bởi vì sản phẩm này muốn hoạt động được thì anh chị phải tháo cái dây này ra, anh chị cắm điện trực tiếp vào cho nó. Đây em sẽ tháo cái dây ra nha anh chị nhá. Đấy, cái cam này thì lắp ở những nơi không có wifi thì lắp được, nhưng mà không có điện là không sử dụng được. Nên anh chị mua hàng về ở đây là anh chị sẽ phải cung cấp nguồn điện cho nó anh chị nhá. Đấy, anh chị cung cấp nguồn điện cho nó. Đây là có cái dây nguồn này. Đấy, anh chị cung cấp nguồn điện cho nó bằng cách là anh chị cắm vào ổ điện như thế này. Đấy, khi anh chị cắm vào ổ điện như thế này là nó sẽ cung cấp nguồn điện cho camera. Còn mạng ở đâu thì ở đây là anh chị sẽ phải gắn một cái sim đăng ký mạng vào đây anh chị nhá. Anh chị gắn cho em một cái sim đăng ký mạng vào đây. Đấy, là cái camera này lắp ở những cái nơi mà không có wifi là anh chị vẫn sử dụng được, bởi vì mình lắp một cái sim vào đây mà. Còn tất nhiên là nguồn mình phải cắm nguồn điện như thế này vào. Đấy, thì nó mới hoạt động được. Còn nếu mà không cắm nguồn điện vào là cái cam này không sử dụng được đâu anh chị nhá. Đấy, nên anh chị chú ý giúp em này, cái cam này muốn sử dụng được là phải cắm điện. Còn sim là anh chị sẽ lấy mạng, là mạng lắp vào cái sim ở trong cái camera này anh chị nhá. Đấy, cái camera này anh chị sẽ lắp một cái sim đăng ký mạng vào đây. Đấy, khi cắm điện vào tầm gần 1 phút sau là bắt đầu nó mới xoay như thế này, là có nguồn điện anh chị nhá. Nói tóm lại là cái cam này dành cho những anh chị nào mà muốn lắp ở những nơi không có wifi nhưng mà phải có điện thì anh chị mới dùng được. Còn không có điện, không có wifi thì anh chị phải lựa chọn cái mẫu năng lượng mặt trời cơ. Thì em đã có video mẫu năng lượng mặt trời rồi anh chị nhá. Đấy, cái dòng sản phẩm này thì đàm thoại hai chiều này, hỗ trợ quay đêm có màu này, quay đêm là quay đêm có màu anh chị nhá. Xoay 360 độ này, người đi đến đâu là cam xoay theo đến đấy này, rất là tiện anh chị nhá. Đàm thoại hai chiều này. Đấy, đèn còi hú báo động đầy đủ hết này. Đấy, về cái mẫu camera năng lượng là camera ngoài trời gắn sim 4G. Đây là cái mẫu là gắn sim 4G nhưng mà phải cắm điện mới dùng được anh chị nhá. Giá siêu rẻ thôi, chỉ có mấy trăm nghìn thôi là anh chị đã sở hữu được cái dòng sản phẩm này rồi. Và bây giờ là em sẽ là đi cài đặt, hướng dẫn tất cả các bước để anh chị sẽ có một cái nhìn khách quan nhất, đơn giản nhất và anh chị hiểu về cái mẫu sản phẩm này. Nói tóm lại một lần nữa là muốn dùng cái cam này, rất là nhiều anh chị vẫn nhầm lẫn anh chị nhá. Đấy, muốn dùng cái cam này là anh chị những nơi không có mạng wifi anh chị vẫn dùng được. Còn tất nhiên nó vẫn có cổng cắm mạng LAN đây nhá. Đấy, cắm mạng dây bắt wifi. Cái mẫu này là gắn được một cái sim đăng ký mạng vào đây anh chị nhá. Gắn một cái sim đăng ký mạng vào đây để cho nó có mạng, để nó nuôi cái cam. Còn nguồn điện là mình phải cắm điện vào mới được. Đấy, còn nếu mà không có điện không có mạng là sử dụng mẫu khác. Đấy, em phải nói rõ là như vậy. Và bây giờ là em sẽ mang cái cam này em nắp ở lên trên tường nhà em để em test cho anh chị xem các chức năng của cái sản phẩm này anh chị nhá. Bây giờ em sẽ test cho anh chị xem cái chất lượng hình ảnh thực tế, cũng như là test các chức năng, cách sử dụng về cái dòng sản phẩm camera gắn sim 4G ngoài trời đấy anh chị nhá. Về cái dòng sản phẩm camera gắn sim 4G ngoài trời thì ở đây em đã ghi rất là rõ các chức năng rồi, dành cho những cái nơi không có mạng. Ví dụ là anh chị, đây em để điện thoại ở đây nhá. Ví dụ anh chị muốn lắp cái cam ở ngoài trời này, anh chị lắp ở trên nương trên dãy nhưng mà ở đấy chỉ có điện thôi, nhưng mà không có mạng wifi, không ai người ta kéo mạng cho mình, thì anh chị hoàn toàn có thể là lắp cái loại này sim 4G anh chị nhá. Đấy, ở đây em nói rõ này, camera gắn sim 4G là dành cho những cái nơi không có mạng. Còn tất nhiên là cái loại này nó vẫn có một cổng mạng LAN nhá, vẫn có một cổng mạng LAN để anh chị có thể là cắm dây. Còn đây là cái chức năng chính của nó, là gắn một cái sim 4G vào trong cái camera này, là chuyên dành cho những cái nơi không có mạng. Ví dụ như anh chị là làm ở ao cá này, hay anh chị làm ở trên những cái trang trại này, đôi khi chỉ có điện thắp sáng thôi nhưng mà không ai mang kéo mạng ra cho anh chị, thì anh chị có thể là sử dụng những cái dòng sản phẩm này. Hoặc là mình để ngoài cổng thôi, có đèn cổng nhưng mà không có mạng thì sử dụng những cái dòng này thì rất là ok anh chị nhá. Nói tóm lại là anh chị muốn gắn những cái mẫu camera ngoài trời này, xoay 360 độ này, chỉ có điện này nhưng mà không có mạng, thì anh chị lên lựa chọn mẫu này cho em anh chị nhá. Lên lựa chọn mẫu này cho em. Ở đây em ghi rất là rõ này, dành cho những cái nơi không có mạng này. Đấy, cắm điện để sử dụng. Cái mẫu này là bắt buộc anh chị phải cắm điện nhá. Bắt buộc là phải có điện đấy thì mới sử dụng được. Không có mạng thì cắm sim nhưng mà phải có điện. Còn nếu mà những anh chị nào mà muốn lắp ở những cái nơi không có điện, không có mạng thì lại phải lựa chọn mẫu khác. Đấy, em là em cứ nói rõ là như vậy anh chị nhá. Cái thứ hai là xoay 360 độ đàm thoại hai chiều. Cái này nó có chức năng xoay 360 độ anh chị nhá. Lên xuống trái phải này, tí em sẽ test cho anh chị chức năng xoay 360 độ này, đàm thoại hai chiều này,
quay đêm có màu. Ở đây là những cái đèn hồng ngoại đây quay đêm có màu, và cái đèn này là khi gặp trộm hay là xoay theo chuyển động là cái đèn này nó sẽ phát sáng và nó sẽ hú báo còi anh chị nhá, hú kiểu như hú báo động ấy. Đấy, chống nắng chống mưa thoải mái này, với những cái dòng ngoài trời này thì anh chị chống mưa chống nắng thoải mái luôn cho em nhá. Hãng là hãng Yosi 5.0 megapixel này, xoay bám theo chuyển động, có nghĩa là người đi đến đâu là cam xoay đến đấy. Trong trường hợp nhà anh chị không có ai ở nhà mà mình sẽ bật chức năng này lên thì đôi khi là hàng xóm hay là con cái hay là người nhà, người ta vào nhà mình là cái cam này nó sẽ nhìn theo. Đấy, người ta xuống sân là nó sẽ xoay xuống sân, người ta lên nhà nó sẽ xoay lên nhà, rất là tiện anh chị nhá. Đấy, nhiều điện thoại có thể là xem, ví dụ như là anh chị là chồng anh chị có thể là xem này, vợ mình cũng có thể xem này, con gái mình cũng có thể là xem anh chị nhá. Giá em báo giá, giá hiện tại là 950.000, tặng kèm thẻ nhớ 128GB SIM anh chị tự mua anh chị nhá. Đấy, 950.000 tặng thẻ 128GB SIM anh chị tự mua. Giá có thể là thay đổi theo từng thời điểm khác nhau. Nên khi nào anh chị xem video này thì anh chị lên alo trực tiếp số điện thoại ở cái góc màn hình đây để cập nhật giá mới nhất hiện tại luôn anh chị nhá. Còn giá là hiện tại bây giờ là 950.000 tặng thẻ 128GB. Thì ví dụ đôi khi anh chị tầm 2 năm sau, nhiều anh chị 2 năm sau với xem video này thì đôi khi khá giá có thể là giảm, giá có thể là tăng, tùy theo thời điểm khác nhau. Thì anh chị cứ lên alo trực tiếp số điện thoại để cập nhật giá mới nhất anh chị nhá. Đấy, nói tóm lại là cái dòng sản phẩm này thì rất là ưu việt, gắn ở những cái nơi không có mạng rồi chống mưa chống nắng, ở đây em đi đã ghi rất là rõ ràng rồi. Và bây giờ là em sẽ test cho anh chị xem các chức năng anh chị nhá. Đấy, các chức năng của cái sản phẩm này ở đây này. Đấy, cái này thì thứ nhất là nó có ngày giờ này, ngày giờ tháng năm phút giây đầy đủ hết này. Đấy, 10 giờ 45 này. Đấy, đầy đủ hết, chạy ngày giờ đầy đủ hết, giây phút anh chị nhá. Cái thứ hai là cái này nó có nhiều độ phân giải khác nhau. Anh chị ở đây em đang chọn độ phân giải LD, anh chị có thể là chọn HD và Full HD cho nó LED anh chị nhá. Đấy, cái thứ ba là anh chị có thể là xoay được 360 độ ở đây. Thì anh chị sẽ chỉnh ở cái chipo đây nhỉ. Đấy, anh chị nhìn thấy không ạ? Đấy, xoay trái xoay phải này, các thứ là mình hoàn toàn là thoải mái này. Đấy, ở đây sử dụng xoay trái xoay phải này, 360 độ anh chị nhá. Đây anh chị nhìn cam này, cam xoay 360 độ này. Đấy, đưa gần là nó sẽ quay dần. Đấy, nó sẽ quay sang cái bàn đây này. Anh chị nhìn thấy cái bàn không? Đây, cái cửa đây này. Đấy, quay ngược lại nhá, quay ngược lại một chút xíu này. Đấy, để nó xoay lại này. Đấy, anh chị thấy chưa? Đấy, nó sẽ ra cái bàn và cái quạt đây. Đấy, xoay 360 độ anh nhá anh chị nhá. Đấy, anh chị xoay đến đâu là nó sẽ ok luôn đến đấy này. Đấy, anh chị xoay ngược lại này. Đấy là nó sẽ xoay ngược lại anh chị nhá. Đi đến đâu là nó sẽ là quay đến đấy rất là nhạy này. Đấy, xoay 360 độ anh chị nhá, lên xuống trái phải được hết này. Đấy, anh chị có thể là xem cả màn hình bằng cái nút là hai cái mũi tên đây là xem cả màn hình này. Đấy, xem cả màn hình này như này. Đấy, còn mình không xem cả màn hình thì mình lại thu bé lại. Đấy, là cái chức năng là xem xoay 360 độ thì mình sẽ ấn vào cái chipo này anh chị nhá. Cái thứ hai là anh chị muốn chụp ảnh thì anh chị ấn vào biểu tượng hình cái kéo đây này là chụp một bức này. Cứ ấn vào đây để chụp một bức anh chị nhá. Đấy, nó lưu lại này. Đấy, hay là anh chị muốn quay video thì ấn vào đây để quay video này. Đấy, như này đang quay video nó có chữ rec này, nhấp nháy là đang quay video đây này. Đấy, còn những anh chị là muốn đàm thoại hai chiều ấn vào biểu tượng mic này. Ấn ở đây biểu tượng mic nó lên nhá. Alo. Alo alo. Alo alo alo. Đấy, rất là to anh chị nhá. Cái những cái dòng to này thì loa nó rất là to luôn anh chị nhá. Đấy, tiếp tới đây thì mình có thể là rào vào cái hình ba gạch ngang ở đây này. Vào hình ba gạch ngang ở đây anh chị nhá. Đây anh chị ấn tay vào đây này. Ở khi vào hình ba gạch ngang ở đây thì nó sẽ có thứ nhất là xem lại. Xem lại anh chị có thể ấn vào chữ xem lại đây để mình xem lại lúc nãy là cái cam này nó quay được cái gì. Đây phần nó tự quay đây này. Đấy, lúc em lắp đặt lên đây em để ở dưới đất đây, nó tự xoay đây này. Đấy chị nha, đây là mục xem lại này, có ngày giờ này. Đây nó có ngày giờ phút giây tháng năm đầy đủ hết cho anh chị này. Đấy, em sẽ bách ra này. Đấy, ngoài ra ở đây thì mình sẽ là vào lại này. Vào lại cái hình gạch ngang 3 đây nhá anh chị nhá. Đấy, vào lại hình đây thì nó sẽ có ánh sáng này. Anh chị bật ánh sáng đây nhá, bật lên này. Đấy, anh chị thấy chưa? Đây cái đèn này nó sáng này. Đấy, tối các thứ thì anh chị bật lên, gặp trộm các thứ nó sẽ tự động bật đèn lên để báo hiệu là trộm đã bị phát hiện. Đấy, tắt đi này. Bật lên này. Đấy. Là hoàn toàn nó ok. Xem nhiều màn hình có nghĩa là xem nhiều cam, ví dụ nhà anh chị có 4 cái cam thì anh chị sẽ xem được 4 cái cam cùng một lúc luôn anh chị nhá. Đấy, cái này sử dụng rất là ok, em sẽ bách ra lại ở mũi tên đây này. Đấy, ngày giờ dây chạy rất là chuẩn đây anh chị nhá. Đấy, ngoài ra anh chị có thể là vào hình dấu 3 chấm ở đây này. 3 chấm ở đây nhá, anh chị vào 3 chấm ở đây. Anh chị chọn cho em như chữ cài đặt này. Cài đặt ở đây thì có rất là nhiều chức năng như là cài đặt thời gian này, cài đặt hình ảnh âm thanh này, thiết lập ghi hình này. Bây giờ mình sẽ chọn cài đặt thời gian đi. Vào từng cái một, tất cả ngôn ngữ là tiếng Việt. Anh chị đang chọn, em đang chọn múi giờ là múi giờ UTC cộng 7 anh chị nhá. Đấy là múi giờ Việt Nam. Còn ngoài ra anh chị sẽ chọn hình ảnh và âm thanh này.
Đấy, hình ảnh và âm thanh đây anh chị chọn âm lượng rồi chất lượng hình ảnh ở đây thì là tùy theo nhu cầu của anh chị nhá. Đấy, tiếp tới đây là cài đặt ánh sáng. Đấy, ánh sáng ở đây thì cái đèn này này, cái đèn này lúc nãy là anh chị có thể là hẹn giờ bật tắt nhá. Đây đây người ta ghi rất là rõ đây. Cài đặt thời gian bật tắt hàng ngày này, thời gian cài đặt bật đèn hoặc tắt đèn này xong lưu đến thời điểm ví dụ nhá. Ví dụ anh chị muốn 8 giờ tối nó bật đèn này. Đấy, đến 8 giờ sáng nó tắt đi thì mình sẽ vào hình dấu cộng đây. Đấy, thời gian bật, thời gian tắt này. Đấy, bật đèn thì anh chị sẽ chọn là 20 giờ. Tắt đèn xong tích xuống tắt đèn là chọn 8 giờ sáng rồi ấn new, hay là 6 giờ sáng rồi ấn new ở đây là xong anh chị nhá. Đấy, nói chung là cái này thì do mình tự cài đặt thôi, nhu cầu của anh chị mà. Tiếp tới là cài đặt ánh sáng trắng này. Cài đặt ánh sáng trắng ở đây thì là cái vừa xong rồi đúng không? Đấy, tiếp tới ở đây nhá thì nó sẽ chọn này, loại báo động này. Đấy, ở đây nó sẽ có chữ là theo dõi đối tượng. Sau khi mở máy ảnh di chuyển vật đang chuyển động, cái chỗ theo đối tượng này có nghĩa là cái cam này nó có chức năng là người đi đến đâu là xoay đến đấy nhá. Đây em bật lên cho anh chị xem này. Em bật chức năng là người đi đến đâu là cam xoay đến đấy nhá. Đây bật chức năng này, theo dõi đối tượng anh chị bật lên này. Đấy anh chị quay ra này, anh chị nhìn cam nhá. Đây em đang đi này. Đấy là người đi đến đâu là cam nó sẽ xoay đến đấy luôn anh chị nhá. Đấy, em sẽ test đấy, anh chị thấy chưa? Đây đi đến đâu là nó sẽ xoay đến đấy này. Anh chị nhìn này, thấy chưa? Đây anh chị nhìn cam nhá. Đây em để điện thoại đây. Đấy để cho nó nhận dạng được là người đi đến đâu là nó sẽ xoay đến đấy này. Đấy anh chị thấy chưa? Đấy, thấy nó xoay cho em theo em giờ nó sang tận góc đây này. Đấy anh chị thấy chưa? Đấy, người đi đến đâu là nó xoay đến đấy anh chị nhá. Đấy, người đến đâu là nó sẽ xoay đến đấy này. Đấy, người đến đâu là xoay đến đấy, chức năng đấy rất là ok nhá. Em vào lại này. Vào lại hình 3 chấm ở đây này. 3 chấm này, chọn cài đặt này. Đấy, chọn cài đặt ở đây đợi nó tải nha. Đây, cái chức năng là theo dõi đối tượng có nghĩa là người đi đến đâu là cam xoay đến đấy này. Đấy, chức năng đấy rất là ok, em tắt đi nhá. Đấy, là không cần nữa. Tiếp tới là mình chọn là cài đặt báo thức này. Cài đặt báo thức ở đây thì cài đặt thông báo rồi nó đẩy về điện thoại các thứ thì là cái này là do mình cài đặt thôi anh chị nhá. Đấy, khi phát hiện sự việc bất thường sẽ phát ra âm thanh thì anh chị sẽ chọn ở đây. Đấy. Khoảng thời gian phát âm thanh thì anh chọn 1 phút này. Đấy, là khi có người đột nhập là nó sẽ báo về điện thoại cho anh chị, nó sẽ sáng luôn anh chị nhá. Đấy, bật chế độ đèn sáng trắng này. Đấy là do mình cài đặt này, rất là nhiều chức năng khác nhá. Đấy, phản hồi câu hỏi các thứ này. Nói chung là cái này thì nói anh chị chỉ loanh quanh mấy cái mục cài đặt này thôi. Yoshi này thì cái hãng này thì quá là quen rồi anh chị nhá. Cái hãng này thì quá là quen rồi, các bước cài đặt thì nó tương tự, đặc biệt là ngôn ngữ của nó là tiếng Việt anh chị nhá. Đấy, đặc biệt ngôn ngữ của nó là tiếng Việt đấy. Còn mình xem lại thì mình chỉ ấn vào chữ xem lại đây này. Đây nó có chữ xem lại đây anh chị nhá, ấn vào chữ xem lại này để mình xem lại ở đây. Đấy thì sử dụng cái này thì nó rất là ok. Đây nó đang tải đây này. Đấy, xem đi xem lại thoải mái này. Đấy, sử dụng cái mẫu sản phẩm này thì rất là ok anh chị nhá. Đấy thì như em nói rồi, cái mẫu camera đây là cái mẫu là nhiều anh chị hỏi là cam ngoài trời, nhưng mà những anh chị nào mà muốn mua những cái dòng cam ngoài trời gắn sim 4G nhưng mà cái loại này là phải có điện nhá, phải có điện thì mới dùng được. Nếu mà anh chị nào mà gắn ở những cái nơi không có điện, không có mạng thì phải nói rõ thì em sẽ tư vấn cái mẫu khác, thì là dùng pin năng lượng mặt trời, là dùng ở những cái nơi không có điện, không có mạng vẫn dùng được. Còn những anh chị nào mà sử dụng những cái dòng mà những ở những nơi mà không có mạng, chỉ có điện như thế này thì anh chị lên sử dụng mẫu này là ok anh chị nhá. Đây em đã tóm tắt sẵn ở đây rồi, em xin nhắc lại nhá, giá có thể là thay đổi theo từng thời điểm khác nhau. Mua hàng thì anh chị cứ alo trực tiếp số điện thoại là bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho anh chị nhá. Đấy, một cái mẫu camera Yoshi ở đây thì sử dụng nó rất là ngon lành, rất là ok anh chị nhá.